Pro chính thức về Việt Nam giá 9,49 triệu đồng. Không lâu sau khi ra mắt tại thị trường châu Âu, Xiaomi Mi 9T Pro sẽ chính thức được mở bán tại Việt Nam từ ngày 9 tháng 9 sắp tới. Về thông số cấu hình, Xiaomi Mi 9T Pro được mệnh danh là mẫu smartphone sở hữu thông số mạnh mẽ nhất trong phân khúc, nhằm phục vụ khả năng chơi game với chip xử lý Snapdragon 855 với 8 nhân, tốc độ tối đa 2,84 GHz, GPU Adreno 640 mới, RAM 6 GB cùng bộ nhớ trong 128 GB và trang bị viên pin 4000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 27W. Điểm đáng chú ý của Mi 9T Pro nằm ở hệ thống tản nhiệt tùy biến với 8 lớp graphite ở phía trước giúp tản nhiệt hiệu quả hơn 650%. Ở mặt sau, keo hỗ trợ truyền nhiệt, graphite và đồng giúp CPU vận hành nhanh và ổn định hơn trong những tác vụ nặng. Không chỉ gây ấn tượng với thông số cấu hình mạnh mẽ, Mi 9T Pro còn sở hữu thiết kế tràn viền nhờ sử dụng cụm camera selfie dạng pop-up độ phân giải 20 megapixel. Mặt sau là cụm 3 camera cao cấp với camera chính sử dụng cảm biến Sony IMX586, có độ phân giải lên đến 48 megapixel, có thể quay video 4K. Máy được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,39 inch. Cùng với công nghệ vân tay trong màn hình, Mi 9T Pro sẽ được bán với mức giá 9.490.000 từ ngày 9 tháng 9 năm 2019.